Hai chào anh em vào xin lỗi mình từ lối chỉ tám giúp quay trở bạn trong video ngày hôm nay với tựa game Elemon ở bản Tennis các bạn ạ. Như hôm trước cái video thứ nhất mình đã làm, có lẽ video cuối của cái bản Tennis vì hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi thời gian cạnh tranh nhau, mình nhớ hình như là 7 ngày đấy, cùng với một số lượng Elemon coin các bạn nhé. Elemon coin ở chỗ này, còn cái này thì là phải làm nhiệm vụ farm chứ phải kiếm được. Thì mỗi người sẽ có những cái cách xây dựng đội hình khác nhau với cái khả năng hên xui khác nhau để roll những con võ sĩ và sắp xếp đưa chúng thành một cái đội hình của riêng các bạn, từ đó thì đem đi cạnh tranh đánh nhau với những người chơi khác để giành các thứ hạng ở trong phần bảng xếp hạng. Có khá nhiều các kiểu bảng xếp hạng khác nhau, đây là PVP hay là còn khi hiểu là đánh nhau trong đấu trường các bạn ạ. Còn một kiểu nữa đó là thứ hạng theo kiểu lực chiến đấy, power đấy, thì Kute Pro VN đang là chỉ số lực chiến tổng đội hình cao nhất với con này các bạn ạ. Chắc là SSF là chất tướng tốt nhất đấy, và bạn ấy lưng một mình con này lưng thôi đấy. Với tổng lực chiến lên tới hơn 3,6 triệu, bạn ấy chỉ có vượt ải là được ải 9.6 thôi. Ải này mình cũng qua được đấy, nhưng mà nhiều người chơi khác nha thì vượt được ải, những cái ải tốt hơn rất là nhiều nhưng mà lại có cái chỉ số không bằng. Không phải mấy ông này à? Nhiều ông vượt qua ải ải mười mấy chấm mấy cơ, ở đây các bạn nhìn 11.2 đấy, nhưng mà chỉ số thì lại không bằng được. Thế level 587 57 những chỉ số lại không bằng đấy, hay ở phần level các bạn nhá đấy, ví dụ như bạn Phúc Lộc này đánh hẳn 10.1 đúng không, level cao nhất. Thế đây nó có nhiều cái xếp hạng khác nhau, ở trong đó thì có hai chỉ số lực chiến đây, PVE đây là cái phần đánh map đấy các bạn đấy, trong đó có hai cái chỉ số mà để tổng kết người chơi có khả năng nhận thưởng. Phần thưởng bao gồm cả tiền mặt các bạn nhá, giải nhất thì mỗi thứ hạng là các hạng thực chiến đấy, ví dụ ông Cute Pro VN này khả năng cao là ấm được giải 1.500 đô rồi đấy, ngon vãi đúng không các bạn đó, mà không có búp thêm gì đâu nhá. Nhân phẩm quay con này hên, và tất nhiên là có một cái cách xây dựng sơ đồ chiến thuật rất là tốt đấy, để đạt được chỉ số lực chiến cao nhất. Các ông về nhì mình nhớ 1.000 đô, 3.500, phần còn lại thì giảm dần đi. Và vật phẩm thì bao gồm một phẩm in game nữa đấy, đấy một giải. Giải thứ hai là giải trong chỗ này các bạn này, hạng 50 thì mới được, mau mình ấy chơi cối mà mới được hạng 127. Ê, thì cái này nó cũng có những cái chiến thuật rất là hay. Đây là cái lịch sử chiến đấu của mình ngày hôm nay, ngày mùng 7. Đánh bao nhiêu trận này, đa phần là thắng thôi nhá. Đấy, có một trận thua, còn đâu đa phần mình trận thắng. Đấy, có các trận mình tấn công thì sẽ ghi là attack, còn người khác tấn công mình thì hiện defense, nó phòng thủ lại đúng không? Rồi ok. Đấy, nó không cho xem lại lịch sử trận cũ đâu các bạn ạ. Chỉ biết được là ai đánh với ai nhào thôi chứ không quay lại. Thế ok. Và đây là mình phòng thủ thắng này, bạn tại sao vậy? Có chỉ số elo cao hơn mình khá nhiều, 12.600. Level thì ngang nhau đúng không? Level 32. Đội hình của bạn ấy thì có một con này level 41 rất là trâu. Còn đội hình của mình thì có một con level 39 này. Đó. Phần còn lại thì mình có một con level 26, một con level 21. Nhìn chung là mình chia làm 3 con, bạn ấy dồn được một con. Con này level 20, gọi là mình dồn 2 con. Còn bạn ấy dồn một con này thôi. Đấy thì hiện nay thì mình đang thắng nhé. Thế nhưng thật ra là một phần là may mắn đấy. Đấy, thì nói qua một tí về đội hình của mình, đội hình của các bạn đấy nhá. Về các con Elmon của mình thì hiện nay có 3 con S. Một là con này, không biết tên nó là cái gì ấy. Không biết tên nữa. Không biết là con này là hình này, không biết tên là gì, hình như này thôi. Đó, con thứ hai là con cầu gai này. Đấy, con này trông chả biết giống con gì. Con này con thứ hai. Đấy, con này con thứ ba. Đấy, mình chủ yếu dựa vào 3 con này, trong đó con này thủ, con này công và con này công. Hai con này đa ma oe các bạn này. Tấn công đa maoe, có skin nói này. Đấy, đa maoe. Con này thì là đánh hai mục tiêu. Đấy, có choáng, cũng có sát thương. Đấy, hai con này là đam chủ lực. Còn con này chủ yếu phòng thủ thôi, cũng có choáng. Choáng dựa vào đòn đánh đơn nhá, đánh thường. À, gọi là độc chiêu đấy, đúng không? Còn con này, hai con này ulti, con này không có choáng, sát thương thuần. Con này có choáng, nhưng là đam hai mục tiêu. À, trong đó thì ba con này thì con quan trọng nhất của mình là con này. Còn mấy con này thì là phụ thôi. Đấy, con này quan trọng nhất. Nguyên nhân là nó có cái chỉ số là chỉ số speed, hay các bạn có thể hiểu đó là cái chỉ số như trong huyền vương gọi là priority, chỉ số ưu tiên, gọi là chỉ số uy lực ấy các bạn ạ. Đấy, kiểu như vậy, ai có cái speed hay là tốc đánh nhanh hơn thì người được đánh trước. Đấy, con này ngay ở level 1 các bạn ạ, cái speed này của nó đã cao hơn rất là nhiều so với những con khác rồi. Đấy, còn con này thì đam to lắm các bạn ạ, con này đam to lắm, ở level 1 đã đam đã to rồi, nhưng mà cái chỉ số speed của nó rất thấp. Đấy, nghĩa là nó phải bị đánh sau. Con này đam to màu giấy, speed thấp, nghĩa là phải được tung chiêu thì mới kết thúc đối phương. Nhưng mà mấy khi là tung chiêu, speed thấp như này thì toàn bị họ đấm trước.
Đấy, còn con này thì nó là hơi là công thủ toàn diện, con này hơi hơi thiên về thế thủ một tí và máu cũng tương đối trâu. Đấy, nhưng mà vì trò này mình up cho ban đầu mình dồn nhiều lực cho con này quá nên là không đủ tiền nâng con này. Sau mãi về sau mới ra con này nên là trong vòng 2 ngày 3 hay 3 hay 4 ngày cuối mình mới bắt đầu mình dồn đồ nâng cho con này level 39. Đấy, còn ông mấy ông kia ông ấy dồn đồ ngay từ level đầu của các bạn nên là level 50 mấy đấy. Đấy là dồn cho một con nhá, nhưng mình bị chia thành ba con. Đấy, vì mãi mới bốc được con này. Trò này nó cũng giống như Quyền Vương, đó là phải dựa vào speed các bạn ạ. Ai mà có speed hay là được đánh trước thì người đấy sẽ là thắng. Đi trước làm cha đấy các bạn. Ê, mau rồi mấy tay này à, thắng hai các bạn nhìn em 56. Ta là do con này có speed kinh lắm. Mình check nhá. Về độ speed thì cái con cầu gai này của mình nếu mà ngon nhá. Đây con này này. Nếu mà ngon thì speed của nó còn phụ thuộc một cái nữa gọi là body pack. Cái này nó tăng speed. Nhưng cái body body pack của mình là rare, là rất là thấp. Tức là nó chỉ ở đẳng lam mà, rất là kém. Các bạn nhìn body rare của con này ngon hơn đúng không? Tím ngon hơn. Con này legend ngon hơn nữa. Đấy, cam này ngon hơn nữa nhưng con này cùi quá, nói chung là đen, bốc phải tướng đen. Nhân phẩm không ra gì. Đấy, information chỉ số cơ bản con này tốt nhưng mà body pack là cái thành phần trang bị đấy. À, thì con này lại không bằng mấy con kia nhưng nhìn chung thì tổng con này vẫn hơn. Giá như con này vừa có body pack ngon lại vừa có information, information thì gần như không thay đổi rồi. Body pack nó lại hên xui. Ngẫu nhiên ngon thì nói thật với các bạn là mau ơi, nói thật với các bạn là ăn được tiền rồi đấy, mau được đấm chết tay này ngay. Level 41 hắn sẽ hơn mình, hơn vi mình đấm là khả năng cao là sẽ thua. Ê, ông này cũng thế đúng không? Các bạn nhìn đấy, con này cũng là đam mau này, nó hú một phát thì chết cả đội hình luôn. Không cần level 56, nó chỉ cần level 46 hoặc level thậm chí 36 thôi, nó hú một phát là mình chết hết luôn. Vấn đề họ phải hơn tốc mình nhá, mấy tay nào thua tốc mình đấm chết ngay. Đấy, tay tay nào vừa đấm mình này, ôi ôi ôi, hai thằng ngồi đấm mình. Ai ngày nó dựa vào con gì? Ây à, con này kiếm chém cũng kinh này, chắc là hơn uy mình. Ây, ăn hên chém phát trúng vào con này của mình. Nó thắng được, con này chém ngẫu nhiên hai con, không có choáng gì cả. Con này đã đam thuần ấy, chém ngẫu nhiên hai con. Ê, à, vừa đấm mình một phát đau. Đây đây con này vừa 33 rồi này, này ăn hên. Đấy, nó đánh con này của mình thì đánh trước, nhưng mà không đánh trúng con này. Con này của mình cũng là đánh trúng hai con ngẫu nhiên. Ờ, thế nó không đánh trúng con này để con này nó hú lại chết là phải rồi. Đèn nế tay này elo lúc ấy thấp hơn mình nên thành ra nó hơn 50 điểm. Ao hại cho 147. Nào thử thoát ra cái nhá, xong vào lại xem nào. Đúng rồi. À bây giờ mình còn khoảng 56 trận nữa, đấm tiếp nhá. Áo dám đấm mấy tay này luôn, thôi đấm tay này đi các bạn. Hắn ít điểm hơn mình thì khả năng cao là mình thắng. Đội hình này gần như chắc chắn mình thắng. Con sói này cũng là một con đâu rồi nhỉ? Rồi, ao yếu ấy, rồi bạn yếu ấy. Đánh nhẹ là chết rồi. Đã làm của con. Nên nhìn chung mình không phải là một người chơi tệ đâu. Chơi cũng tương đối tốt đấy. Nhưng mà nhiều người đang chơi tốt hơn. À, đen nữa, nó phụ thuộc vào nhân phẩm các bạn ạ. Chuẩn ra là phải cày khoảng mấy chục ạc. Đấy, thì sau đó có một ạc, một hai ạc xịn đấy, thì mới dễ chơi. Đằng này ao ấy. Mình cày có đúng một ạc. Lười, thành ra là không thể làm lên được. Đây tay tay này mình cũng có cơ hội thắng cái này. Ai áo được level 44 này thì hơn. Level 40 41 thôi. 44 thì anh cho thôi mình đấm mấy tay dễ dễ. Đấy, tay này thì cũng chơi gần gần giống như mình à. Dồn chia đồ rồi. Chia đồ là sai các bạn ạ. Phải dồn đồ vào một con thôi. Con nào tốc nhanh nhất ấy. Chứ chia đồ ra nói thật với các bạn là sai lầm. Đấy, thì đây nó chỉ là bản test thôi. Tất nhiên nó cũng có thưởng nhưng khó. Sau này vào bản chính thức thì dựa vào bản test này thì mình biết được hướng chơi. Biết được hướng dồn đồ. Mình sẽ không kêu gọi anh em nào chơi nhá. Bạn nào thích chơi thì tùy theo thông tin ở trên nhà phát hành mình để bên dưới phần mô tả video để mà mò. Còn cho không hiểu thì hỏi thì mình trả lời thôi. Đấy, chứ game này nói thật chơi là tốn tiền. Mà thật ra game nào chơi chả tốn tiền. Đấy, có điều thì nó rất là dễ bị mang tiếng là lùa gà nên là mình không thích. Còn đâu tất nhiên gà thì bị lùa, thông minh một tí thì bị lùa làm sao được. Ao hề đội bạn nó hơn tốc mình. Ê, con này hú phát chết. Hú quá. Chọn đấm vào cái tay này giả mạo. Đần thế, tự nhiên mất 53 điểm. Hú quá. Trăm phát đấm vào một phát đạp. Đây, tay này mình ăn chặt các bạn này. Bắt lạt ở tay này. 6 giờ, à đâu. Nó bảo là mấy giờ AM này kết thúc rồi. Không biết thì mình nhớ lại xem nào. Nói chung là trong ngày hôm nay kết thúc thôi. 6 hay 7 giờ. Ui, ui con cá này khỏe thế cơ à.
Này với anh hai mà nó đấm đấm khỏe thế. Con chim này mình nghĩ mới là con nguy hiểm nhất. Wow, con cá ảo ấy. Nó còn khắc hệ nhau các bạn nhá. Các bạn để ý nó khắc hệ nhau nên khả năng lúc ấy mình không để ý, không nhìn kỹ. Nhưng nó khắc hệ nhau. Gấp đôi lực chiến, gấp đôi level. Nhưng mà khắc hệ nhau thì gần như là sát thương bằng không, không làm gì được. Ê, mau rồi, ui con này level 55, kiến level 55. Mình đấm chết thằng kiến này cho các bạn xem nhá. Level 55 mà các bạn nhìn này, top nó tụt thê thảm luôn. Vì con kiến này tốc chậm. Đi trước làm cha mà, sau thì chả làm con. Thôi mình, nhưng mà tay này hạng thấp quá, mình đấm với tay này. Thôi được rồi, tay này dễ ăn hơn này. Ăn hơn, đánh kiến dễ hơn. Kiến yếu á. Ý là không phải nó yếu mà nó ra sau nó dễ bị khắc chế. Ấy này còn bị choáng à. Thế đúng không? Đấy có được chơi đâu. Level to cho lắm à, level 32. Đó. Xem mình được bao điểm, 40 điểm rồi cũng được. À ha. Tay nào ra lao vào đấm mình. A à, cái gì? VQV à, tưởng quyền vương. Rồi level 39 rồi dám gáy. Level 39 mà chắc đánh không chết một trong hai con này của mình, bị nó cắn lại vì nó khắc hệ nhau các bạn nhá. Các bạn lưu ý nó khắc hệ nhau. Họ được tung chuột kỹ mà không hiểu sao không giết được mình này, nó khắc hệ nhau. Đấy, chứ không phải là cứ hơn nhau là thắng đâu, nó còn hệ nhất hùng gì các thứ nữa cơ. Nhưng mà nói thật với các bạn, không thuộc được mấy. Ông này level 30 mình cắn mà chết. Ôi hết mana. Đây các bạn đợi mana nó hồi thì mình đánh được nhá. Đấy. Đây là 14:59 khoảng 3 giờ chiều giờ Việt Nam. Mình nhớ hình như là 9 giờ tối giờ Việt Nam là kết thúc, 9:28 tối ấy. Đấy thì được thêm trận nào đánh nốt trận đấy, nhưng chắc là mình sẽ không leo đâu. Hạng 100 rồi. 100 cộng. Ao top 100 chứ được, top 50 cái này thì mới được các bạn nhá. Hạng 50 thì mới được. Ui mày 16.000 điểm rồi à. Đấy, level 55. Ấy dồn đúng một con này thôi mà lại khỏe cực. Tài này chậm thế, đúng không? Cùng một kiểu bốc ra con này là coi như thắng. Bốc ai bốc ra càng sớm thì người càng dễ thắng. Mình đã bốc ra con này. Mình bốc ra cái con công thì to, công thì đảm bảo to hơn con này. Nhưng mà tốc của nó hiện chậm quá. Nên không làm gì được. Mấy cái này như nhau hết. Mình nói chung thì ở chế độ này thì tài nguyên nó có hạn. Thứ hai là võ sĩ nó cũng không có nhiều sự lựa chọn. Mà nói thật với các bạn là server đang update à? Và nói thật với các bạn là nó cũng chưa mang nhiều tính chiến thuật. Nó cũng giống như thời đầu của Quyền Vương ấy các bạn ạ. Game thì nó vẫn dựa trên một hai cái yếu tố. Và ai bắt được cái yếu tố đấy là người để chiến thắng. Chứ không có khắc chế lẫn nhau. Đấy, đây cũng có nhưng nó chưa được nhiều. Đấy, trong tương lai mình tin rằng là sẽ có cái sự khắc chế lẫn nhau. Đấy, vì game nó gọi là chưa ra bản chính thức mà. Ra bản thử nghiệm mà. Đấy, nên là cần có thêm thời gian các bạn nhá. Đấy, ok. Nhào nhào thôi, chờ bản chính thức rồi chơi nhá. Hy vọng là các bạn thấy hứng thú với một vài cái chia sẻ của mình. Đấy, còn đâu lao vào chơi thì mới hiểu rõ được. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo nhé.